Tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu các bạn thật sự cao 1m52, chân mang dép, đeo khuyên tai, vút keo 502, bước đi trong The Club và ai cũng biết bạn là ai. Chỉ có điều là họ không reo hò, cổ vũ các bạn như thể các bạn là just study, mà họ tụm năm tụm ba trong những cái góc nhỏ để rồi nhìn các bạn với ánh mắt giễu cợt và xì xà xì xầm về các bạn, lùng lối làm lố quá, ăn mặc chả ra cái thể thống gì hết vậy mà còn bày đặt đi ra đi vô đi qua đi lại. Cái thằng cái con đó mặc như con heo vậy mà bày đặt nhảy, nó không sợ sập sàn nhảy hả ta? Body shaming, nó đã là một cái điều tồn tại trong xã hội loài người trong rất nhiều năm tháng, trong rất nhiều thế hệ từ xưa tới bây giờ. Bởi vì khi mà người ta so sánh thì rõ ràng là cái cơ thể và ngoại hình là cái dễ so sánh nhất, dễ thấy nhất, cho nên đó sẽ là thứ đầu tiên bị so sánh khi chúng ta bước vào cuộc sống, right? Chỉ có điều là gì, là chưa khi nào mà ngày hôm nay body shaming nó trở thành một cái điều khủng khiếp và nó tạo nên một cái hệ lụy đau đớn đến như vậy về cảm xúc, tâm lý, tinh thần, sự tự tôn của một bạn trẻ. Bởi vì hai lý do. Thứ nhất, chưa khi nào ngày hôm nay thế hệ của chúng ta bắt đầu nhạy cảm và ý thức về vẻ bề ngoài và ngoại hình của mình như bây giờ, với sự ra đời của Facebook và đặc biệt Instagram. Và điều thứ hai đó là chưa khi nào ngày hôm nay người ta có thể body shaming nhau một cách dễ dàng và vô tội vạ đến như vậy. Nó có thể là một cái mặt cười, nó có thể là việc họ không thả like cho một cái status, một cái bức hình mới mà các bạn đưa lên Instagram, cho đến việc họ thả một cái comment bẩn cợt, chế giễu, cho tới việc họ lập nên một cái group anti để mặc sức buông lời thóa mạ, dè biểu, dèm pha về các bạn mà không cần phải chịu một trách nhiệm rõ ràng. Và vì vậy mà ngày hôm nay cá nhân anh cảm nhận được chuyện đó rất là rõ khi mà anh huấn luyện trò chuyện sâu với những học trò của mình, thì quá trình lớn lên của họ, cái ký ức đó, cái thời niên thiếu đó, nó để lại những cái dư chấn về tâm lý rất là lớn. Và nói với nhau về cái sự mặc cảm và tự ti và ngoại hình thì anh nghĩ là anh có quyền chia sẻ với các bạn về điều này, bởi vì đó là cả cái tuổi thơ của anh, do đó và anh nói thiệt luôn là nếu mà nói về cái sự mặc cảm về ngoại hình đó thì anh là dính luôn cái nặng đô hơn hầu hết tất cả mọi người. Bởi vì nếu các bạn béo phì đi thì mình cũng có lúc mập lúc ốm, do đó nếu mình ốm rồi mình mập là mình cũng có thể ốm xuống lại, đúng không? Nó có thể thay đổi được. Rồi nếu các bạn gọi là xấu đi thì cái đó là cái rất là chủ quan. Có người nói xấu, có người nói đẹp, có người nói dễ thương, có người nói lạnh lùng xéo sắc, nhưng mà nó còn có thể có nhiều cái góc khác nhau. Còn anh á là anh dính cái tuyệt đối, nó gọi là lùng, hiểu không? Tại vì lùng thì nó không có lúc cao lúc lùng, lùng là nó lùng ổn định luôn. Ok. Cả cái tuổi thơ của anh nghe, tại vì hồi còn nhỏ anh thấp lắm và anh dậy thì trễ nữa, cho nên là suốt cái thời đi học của anh luôn là cái đứa lùn nhất nhì trong lớp, always. Ok, hồi nhỏ là sẽ được gọi luôn là thằng lùn. Ok, và rồi đi học á, là đó là nó thôi em lên đây ngồi đi, ngồi đó sao thấy bảng luôn, ngồi bàn đầu tại vì lùn.
thậm chí anh vẫn còn nhớ luôn á, mà không quên được cái ký ức đó, là tới lúc mà mình có bồ được rồi luôn á nha. Tức là tao rất sợ hết tao còn nhỏ, tại vì cái bi kịch là gì, cái bi kịch cuộc đời nói anh đó các bạn, là đã lùn mà lại còn mê gái nữa. Mẹ ơi, từ 6 tuổi đã mê gái rồi, đúng không? Anh vẫn còn nhớ là hồi đó khi anh có cái mối tình đầu của anh á, thì cái bạn nữ đó đồng ý là người yêu của anh, tập bồ với anh rồi, đồng ý rồi nghe, chốt đơn rồi nghe, vậy mà vẫn có một lần nói gửi gắm một cái mong mỏi là nói Trí ơi nhớ nghe, Trí cố gắng phải cao được 1m7 nghe Trí. What the... Và tới bây giờ cũng cao được 1m7, giờ có 1m65, 66 gì à, ok, cho nên hèn gì cuộc tình nó tan dở. Cho nên để ý nha các bạn, anh nghĩ là anh trải qua chuyện đó và có thể nó không khủng khiếp và khắc nghiệt như cái môi trường mà các bạn đang đối diện và đang sống ngày hôm nay, ok, trong cái thế giới của mạng xã hội. Nhưng thẳng thắn với nhau đi, là tất cả những cái lời phán xét đó, những cái lời nhận xét đó, có khi là cái lời bỡn cợt vô tâm đó, it hurt just the same, nó vẫn làm mình đau như dao cứa vào tim mình và cái sự tự tôn của mình và cái cách mình nhìn nhận bản thân của mình, đặc biệt khi mình còn trẻ, mình chưa định hình được cái cá tính, cái rất riêng gì đó của mình, đúng không? Cho đến cái khi mà anh gặp được thầy của anh, tức là mãi đến lúc anh 20 mấy tuổi đầu, you know, 20 tuổi, anh gặp được thầy của anh thì anh mới bắt đầu dũng cảm và được trang bị cái cách nhìn khác chút xíu để đối diện với tất cả những cái góc nhìn đó, thậm chí cái lời nói đó, thậm chí cái ánh nhìn và cái lời nhận xét nó không có mà mình tự tưởng tượng ra là người ta đang làm điều đó với mình luôn. Ok, thì cái đầu tiên là các bạn phải ngừng chiến đấu với cuộc đời này, because it's never ending. Những cái lời nhận xét, cái sự so sánh đó, nó giống như cái bản năng rất tự nhiên, có phần độc ác của loài người, và họ sẽ không bao giờ ngừng làm chuyện đó đâu. Cho nên nếu cái việc đầu tiên mà rất nhiều bạn ngày hôm nay cố làm, đó là họ tìm cách này, họ tìm cách khác để họ chống chế. Người ta nói cái này cái mình sửa cái này, người ta cho cái kia cái mình đỡ cái kia, mình cố để người ta ngừng nói những cái lời dèm pha, soi mói, xúc xỉm đó về các bạn, thì tao thề với tụi bay luôn, các bạn có thể làm chuyện đó tới cuối cuộc đời. Và sau khi các bạn chết đi rồi, người ta vẫn có thể tiếp tục làm chuyện đó. You can't stop them. Alright. Bởi vì một khi người ta đã muốn xỉa xói, người ta đã muốn bới móc, người ta đã muốn ăn ti rồi, là người ta móc cho ra hết. Và người ta sẽ làm được chuyện đó. Cho nên việc đầu tiên là ngừng vùng vẫy và chiến đấu với những cái lời lẽ, những cái góc nhìn soi mói xúc xỉm đó. Và khi mình ngừng cái việc cố gắng để chặn đứng những cái lời nói đó lại rồi, các bạn sẽ bắt đầu làm một cái điều thứ hai là quay trở về và từng bước chữa lành cái vết thương của mình, ôm ấp cái nỗi đau, cái sự tổn thương, cái sự mặc cảm của mình, chuyển hóa nó thành cái sự bình an từ bên trong của các bạn. Bởi vì thẳng thắn đi, là cuộc đời này chỉ có thể làm các bạn tổn thương đến mức mà các bạn cho phép mà thôi. Cho nên cái thứ hai là quay trở về và từng bước chữa lành cái tổn thương đấy. Thì ngày đó anh thật sự làm được cái việc đó. Dĩ nhiên là nếu không có cái sự dẫn dắt, hướng dẫn của thầy của anh thì nó đã rất là khó khăn và vô vọng, đúng không? Nhưng mà ông nói với anh á, là để mình chữa lành được cái vết thương của mình á, cái sự mặc cảm, cái sự tự ti của mình á, thì cái bước đầu tiên trong quá trình chữa lành đó là ngừng chối bỏ bản thân của mình, ngừng dằn vặt mình là tại sao mình như thế này, tại sao mình thế kia, tại sao mình không được như thế nọ, why, mà quay trở về và đối diện với tất cả những gì mình có, đang có, và chấp nhận, accept it. Ok, chấp nhận cái việc là mình cao 1m52 hoặc là mình cao 1m65, trong khi tất cả những thằng Singapore bên cạnh mình cao 1m70 mấy, 1m80, và chấp nhận điều
Và nếu các bạn thật sự làm được cái bước đầu tiên, chấp nhận là cái bàn tay này của mình chỗ này nó thô, nó ráp, nó đen, đúng không? Mà nó làm như vậy, nó đang làm như vậy, thì mình sẽ kinh ngạc nhận ra là thì ra là mình còn cái mặt này nữa các bạn. Thì sau khi mà anh chấp nhận được bản thân của mình thì anh nhận ra là cái cơ thể này không phải là tất cả những gì đại diện cho anh. No, it's not. Nó là một phần, đúng, nhưng mà nó còn một phần khác nữa. Đó là cái tính cách của anh, cái tình cảm của anh, những cái giấc mơ của anh, cái hoài bão của anh, cái tài năng đặc biệt nào đó của riêng anh. Right. Và tất cả những cái đó cộng lại mới thành me, đúng không? Cho nên một trong những cái điều giác ngộ lớn trong cái ngày anh còn trẻ tuổi, những cái ngày gì tháng trong cái thời sinh viên của anh, là đến một lúc nào đó anh chợt nhận ra là gì? Vì mình không có ngoại hình đi. Do vậy nếu có bất cứ một cái người nào họ quý mến mình thì chắc là vì họ quý mến cái tính cách của mình, cái tài năng của mình, cái sự chân thành của mình, cái sự nhiệt tình của mình. Và lúc đó là lúc thay vì anh tập trung vào cái thứ anh không thể thay đổi được là chiều cao, thì anh bắt đầu tập trung vào thứ mà anh có thể thay đổi được và có thể phát triển được. Right? Đó là cái tố chất, cái tài năng, cái hoài bão, cái sự nhiệt tình của anh. Alright. Thì đó là lúc mà anh bắt đầu học, bắt đầu rèn luyện, bắt đầu bước vào một chặng hành trình để lắng nghe bản thân của mình, để khám phá những cái tố chất, cái sự khác biệt gì đó của riêng mình, để nuôi dưỡng những cái ấp ủ của riêng mình. Và anh nhìn thấy rất rõ ràng là gì, là I become more attractive, anh trở nên cuốn hút hơn rất nhiều với những cái vở kịch mà anh sáng tác được, với những cái phần biểu diễn của anh trong cái ban nhạc, trong những cái vở kịch mà bọn anh xây dựng. Và cái khoảnh khắc đó năm anh 19-20 tuổi, nó mở ra một cái giai đoạn rực rõ và chân thật nhất trong tuổi trẻ của anh, khi mà anh ngừng cố gắng dùng cái ngoại hình để impress people, để gây ấn tượng với người khác, và bắt đầu sử dụng cái tài năng, cái ấp ủ, cái sự say mê của mình để thăng hoa. Alright. Và dĩ nhiên là nó mở ra những ngày tháng rất rất là tuyệt vời. Anh bắt đầu có rất nhiều bạn bè. Ở trong cái thời sinh viên của mình, anh có hơn 500 người bạn, tất cả các ngành nghề, lứa tuổi khác nhau, 13 cái quốc tịch khác nhau. Ok. Anh có những người bạn rất là thân, và rồi dĩ nhiên anh có người yêu. Và rồi cái cô người yêu năm tư đại học đó ngày hôm nay là vợ của anh, đúng không? Và rồi mọi thứ rất là ổn sau đó. Alright. Thì anh nghĩ đó là cái điểm thứ hai. Và rồi cái cuối cùng, khi mình đã ngầu đời rồi, you know, mình có bản lĩnh rồi, mình hiểu được cái tôi của mình, cái cá tính của mình, cái tố chất của riêng mình rồi, mình ngầu rồi, thì đó là lúc mà mình bắt đầu quay trở về một cuộc chơi rất khó mà chơi nó. Ok. Thì đó là lúc mà anh nói ok, có thể là anh không thay đổi được chiều cao của anh, nhưng anh có thể định hình được cái phong cách ăn mặc của anh, cái cá tính thời trang của anh, you know, cái tác phong, cái thần thái của mình. Right. Thì đó là lúc mà anh tham gia cả những cái khóa huấn luyện nha, để học cái cách định hình được cái cá tính và phong cách thời trang của mình, cái style ăn mặc, cái cách thể hiện của riêng mình, và rồi tạo một cái dấu ấn gì đó trong ngoại hình của mình luôn. Ok. Anh học cái cách để biểu lộ được cái cảm xúc thông qua cái biểu cảm gương mặt của anh, nhớ không? Bởi vì nếu một cái gương mặt đẹp nhưng mà không có cái tình cảm ở bên trong đó, thì nó giống như một cái bức tượng vậy đó, nó vô hồn lắm các bạn. Đến một lúc nào đó các bạn có thấy là gì, là mình thích một cái gương mặt đó. Không phải là mình thích cái mắt, cái mũi, cái miệng đó đâu, mà mình thích cái tình cảm được thể hiện thông qua cái ánh mắt đó, cái nụ cười đó, cái biểu cảm đó. Alright. Thì đó là lúc mà ngày hôm nay anh xây dựng được cho mình một cái sự tự tôn và sự bình an lớn hơn rất nhiều. Ok. Anh biết được là mình có cái nụ cười rất là dễ thương, rất là nhiều năng lượng, rất là tươi. Do đó mà ngày hôm nay anh có cái niềm tin vững vàng hơn rất nhiều là mình đẹp một cách trọn vẹn, từ cá tính, năng lực, tố chất cho đến ngoại hình và một phong cách phù hợp.
Ok. Và rồi quá, không chỉ là ăn mặc mà mình còn biết cách để chăm sóc cái cơ thể của mình, yêu thương, trân trọng nó, phối hợp với nó. Ok, thì đó là lúc mà anh chơi thể thao, đúng không? Anh tập khiêu vũ nè, rồi anh chơi trượt patin, chơi cầu lông, rồi bây giờ đang là chạy bộ, đúng không? Để mà mình tiếp tục hợp tác với cái cơ thể của mình. Ok, và khi đó các bạn sẽ kinh ngạc nhìn thấy cái cơ thể này nó mở ra cho các bạn quá nhiều những cái lựa chọn mới mẻ cho những cuộc phiêu lưu, cho những trải nghiệm, cho những cái mối quan hệ. Do đó, it's beautiful. Right? Và anh nói riêng cái này nè nghe, là cái việc tập thể dục nè, tập gym nè, rồi ăn uống diet theo một cái phương pháp nào đó khoa học nè, thì tất cả những thứ đó ngày hôm nay nó cũng đang biến thành một cái trào lưu rất là mạnh. Nhưng các bạn phải nhớ một điều rất quan trọng là các bạn làm tất cả những việc đó không phải là để làm vừa lòng tất cả những người xung quanh, không phải để cố gắng chống chế với những cái nhìn soi mói đánh giá, mà các bạn làm tất cả những việc đó là vì you love your body, bởi vì mình yêu thương cơ thể của mình và mình tin là cái cơ thể của mình xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất. Và chỉ khi đó thì nó mới mang lại cái kết quả bền vững và lâu dài được. Đây là cái mà anh chia sẻ rất là kỹ trong cái cộng đồng chạy bộ của ông Quéo ha. Túm lại, cái chặng hành trình mà ông Quéo vượt qua được cái sự mặc cảm khủng khiếp trong tuổi thơ, thời niên thiếu của mình, để rồi ngồi đây ngày hôm nay. Thứ nhất, đó là ngừng chiến đấu với cuộc đời, ngừng mong đợi tất cả những cái lời dèm pha chế giễu đó sẽ dừng lại. Thứ hai, quay trở về và chấp nhận bản thân của mình, cơ thể của mình, để rồi ý thức là cơ thể không phải là tất cả mọi thứ về bản thân của các bạn. Tập trung nuôi dưỡng, tìm tòi, khơi gợi và phát triển một cái gì đó rất riêng của các bạn, chân thật nhất của các bạn, để rồi có cho mình cái bản lĩnh sự tự tin. Cuối cùng, dùng cái bản lĩnh sự tự tin đó để hoàn thiện cơ thể của các bạn, để phát triển cơ thể, để nuôi dưỡng và hợp tác với cơ thể của mình, để well, trở thành cái phiên bản hạnh phúc nhất, bình an nhất và chân thật nhất của chính các bạn. Và anh nghĩ đó là một chặng hành trình không chỉ là vượt qua body shaming đâu nghe các bạn, mà đó là chặng hành trình để tìm lại chính bản thân của các bạn trong một cái đời sống ồn ào, nhiễu loạn tất cả những cái thông tin của sự phán xét, những cái mong đợi xã hội. Rediscover yourself. Và anh nghĩ đó là cái chặng hành trình ý nghĩa nhất trong quá trình trưởng thành của bất cứ ai. Đó là câu chuyện của anh. Và anh mong là cái chia sẻ này có thể giúp các bạn có được một cái sự đồng cảm, ý thức được là mình không cô đơn, và ý thức được là nhất định sẽ có câu trả lời, cái con đường cho cuộc đời của mình, cho tuổi trẻ của mình. Alright. Còn lại thẳng thắn nha, là mỗi người chúng ta đều có những cái câu chuyện khác nhau, những cái hoàn cảnh khác nhau, và có khi là những cái tổn thương ở mức độ rất là khác nhau, đúng không? Cho nên là nếu ở thời điểm này cái sự tổn thương của các bạn nó vẫn còn rất là lớn, cái sự hoang mang ngờ vực về bản thân của mình, về định hướng của mình, đúng không, nó rất là lớn, và các bạn thật sự cần một cái sự lắng nghe, một cái sự giải tỏa, để rồi bình tâm hơn mà nhìn ra được cho mình cái con đường, cái định hướng của riêng mình, thì xin được có thêm một cái hỗ trợ, một cái món quà nữa dành cho khán giả của ông Quéo. Đó là cái chương trình mà bọn anh đã chạy trong suốt năm vừa rồi. Đó là cái chương trình tư vấn cá nhân từ Học viện Awake Your Power. Đây là cái tâm huyết của bọn anh để thực sự mang lại một cái sự lắng nghe, điềm tĩnh và chân thành, để giúp mọi người nhìn ra được cái con đường của riêng các bạn. Thì nếu các bạn thật sự cần cái sự hỗ trợ đó từ phía học viện, thì bọn anh để cái link trong description về cái chương trình tư vấn cá nhân của Học viện Awake Your Power. Nói thiệt luôn nghe, là buổi tư vấn này vì bọn anh không có thu phí, cho nên là các bạn đăng ký nếu mình thật sự cần thôi. Bởi vì cái đội ngũ các bạn tư vấn viên trong học viện rất là tâm huyết, nhưng mà cũng chỉ có giới hạn thôi, đúng không? Thì mọi người có thể tìm hiểu nó trong cái description xem là cái lộ trình chúng ta làm việc với nhau trong
khoảng 45 phút một tiếng đồng hồ đó sẽ như thế nào, và mình có thể mong đợi được cái giá trị gì trong buổi tư vấn đó. Ok, và anh nghĩ là well, đó là cái chặng hành trình mà anh đã ủ với cái giấc mơ về giáo dục của anh. Bởi vì giáo dục suy cho cùng là chặng hành trình để nuôi dưỡng một cái phiên bản chân thật mà thăng hoa nhất của mỗi chúng ta, và xin được đồng hành với nhau trong chặng hành trình đó. Cảm ơn các bạn.